Kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Nhà đẹp của MAXHOME. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà mới do MAXHOME trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà hiện đại 2 tầng với chủ đầu tư là gia đình chị Nguyễn Thu Hiền ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Trước khi đi vào chi tiết của ngôi nhà, chúng tôi xin được giới thiệu qua về MAXHOME. MAXHOME là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, MAXHOME có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự và đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, xin vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Theo hơi thở của thời đại thì nhu cầu của con người ngày càng được tăng cao. Lúc xưa thì người ta chỉ cần là ăn no, mặc ấm, còn bây giờ thì chúng ta muốn được ăn ngon, mặc đẹp. Tương tự về vấn đề nhà ở thì lúc xưa đó chỉ được xem là một nơi cư trú để tránh nắng, tránh mưa. Còn bây giờ thì nhà ở không chỉ đảm bảo về công năng mà còn phải thật đẹp về mặt thẩm mỹ, thể hiện được cá tính, sở thích của gia chủ. Hiểu được điều đó thì đội ngũ kiến trúc sư của MAXHOME sẽ luôn luôn lắng nghe thật kỹ lưỡng mong muốn của khách hàng, từ đó thiết kế nên một mẫu nhà đẹp trong tầm giá. Qua bản vẽ phối cảnh 3D ngôi nhà chị Nguyễn Thu Hiền ở tỉnh Tuyên Quang, chúng ta có thể thấy đầy đủ nét đặc trưng của một công trình hiện đại. Làm sao để nhận ra điều này? Đó là vì nếu như ở những ngôi nhà tân cổ điển chúng ta vẫn còn có thể thấy đâu đó những quy tắc về đối xứng, một vài phù điêu trang trí, thì đến với công trình hiện đại Modernism gần như đã đoạn tuyệt với điều đó, tận dụng tối đa công năng, quyết liệt nói không với sự rườm rà không cần thiết. Ngôi nhà 2 tầng to lớn bề thế nổi bật với hình khối vuông vức phóng khoáng, những mảng tường ốp đá chẻ sóng đen ấn tượng. Về màu sắc thì công trình nhà chị Hiền hiện lên với những gam màu trung tính như là màu trắng, màu xám, màu ghi, màu nâu, đều là những gam màu dịu mắt, có thể là không gây ấn tượng mạnh ngay từ lúc đầu nhưng mà về lâu dài sẽ tạo một vẻ đẹp bền vững, không bị nhàm chán theo thời gian. Ngôi nhà chị Hiền có chiều ngang là 11,79m, chiều sâu dài 16,72m, tổng diện tích sử dụng mặt sàn của một tầng rơi vào khoảng 200m², diện tích vô cùng rộng rãi để đảm bảo về công năng của công trình. Một lưu ý cho quý vị mà Nhật An luôn phải nhắc đi nhắc lại ở mỗi công trình, đó chính là diện tích sử dụng và diện tích xây dựng là hai khái niệm khác nhau, cần phải phân biệt rõ ràng. Diện tích sử dụng được tính theo quy định của Bộ Xây dựng là tổng diện tích các phần chính như là phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, cộng với diện tích phần phụ như là ban công, nhà vệ sinh và nhà kho. Còn diện tích xây dựng được tính bằng diện tích sử dụng cộng với diện tích khác như là phần móng, mái, sân, tầng hầm. Vậy nên diện tích xây dựng sẽ luôn luôn lớn hơn so với diện tích sử dụng. Quý vị cần nắm rõ vấn đề này khi làm việc với những công ty xây dựng. Phần mái ngôi nhà theo kiểu dáng mái Nhật lập mái ngói Vucci màu xanh đậm, rất phù hợp với màu sắc chung của cả công trình. Mái Nhật và mái Thái là hai kiểu mái luôn được ưa chuộng với những công trình của MAXHOME, nên quý vị cần phân biệt rõ hai loại mái này. Cả hai loại mái đều là ngói dáng, có độ dốc phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Tuy nhiên là mái Thái thường sẽ có độ dốc hơn mái Nhật khá nhiều, dốc hơn khoảng 40%. Với phối cảnh 3D từ phía mặt bên công trình có thể thấy rõ là một tét nước và thái dương năng được lắp đặt ở phía cuối phần mái của ngôi nhà. Thái dương năng hay còn được gọi là máy nước nóng năng lượng mặt trời đã và đang là một sản phẩm vô cùng được ưa chuộng vì không cần tiêu tốn điện năng mà vẫn có thể cung cấp nước nóng cho cả hộ gia đình. Hiện tại thì trên thị trường có 3 loại thái dương năng là thái dương năng ống chân không, thái dương năng ống dầu, thái dương năng tấm phẳng. Mỗi loại thái dương năng sẽ có ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ là thái dương năng ống chân không thì giá sẽ rẻ hơn nhưng lại dễ bị đóng sông rêu, cần vệ sinh thường xuyên. Còn thái dương năng ống dầu thì luôn đảm bảo nguồn nước trong lành, thậm chí là có thể sử dụng khi không có nắng thì giá thành sẽ đắt hơn. Tùy theo mục đích sử dụng cũng như là khả năng tài chính mà gia chủ có thể lựa chọn thái dương năng phù hợp cho gia đình của mình. Giàn hoa cũng là một điểm nhấn ấn tượng của ngôi nhà, mang đến cảm giác lãng mạn và mềm mại hơn. Ở đây thì giàn hoa... Ở đây thì giàn hoa có kích thước khá lớn, ngang 3,9m, dài 10,9m, phù hợp với công trình bề thế như nhà chị Hiền. Giàn hoa nếu được chăm sóc, ươm trồng những cây leo, hoa leo sẽ giúp phủ một mảng xanh cho công trình, từ đó là che nắng cho các thành viên khi sinh hoạt ở khuôn viên sân phơi. Có rất nhiều chất liệu khác nhau, quý vị có thể lựa chọn làm giàn hoa cho ngôi nhà của mình, ví dụ như là gỗ nhựa composite, gỗ tự nhiên hay thậm chí là bê tông. Tùy vào nhu cầu cũng như khả năng tài chính thì mỗi gia chủ sẽ có lựa chọn phù hợp. Đối với ngôi nhà chị Hiền thì hệ thống cửa sổ, các cửa sau và cửa mở ra ban công đều được lắp đặt cửa nhôm hệ Xingfa phù hợp với phong cách hiện đại của công trình. Ưu điểm của nhôm hệ Xingfa là không bị cong vênh, oxy hóa hay han rỉ theo thời gian, dễ dàng lắp đặt, vệ sinh, được sơn tĩnh điện nên lớp sơn luôn sáng bóng, chống được tia UV. Đó lý do là những công trình của MAXHOME luôn ưu tiên sử dụng chất liệu này. Sảnh chính nhà chị Hiền nổi bật với hai cột hiên trắng sảnh đen vuông vức khỏe khoắn, tạo một cảm giác vững chắc trong ngôi nhà. Cột hiên ở phong cách hiện đại không sử dụng những thứ cột Doric, Ionic hay Corinthian như những cột ở phong cách cổ điển mà đánh mạnh vào hình khối đơn giản nhưng tinh tế. Cửa chính 4 cánh chất liệu gỗ lim Nam Phi kết hợp kính an toàn, tăng thêm vẻ sang trọng cho công trình. Gỗ lim Nam Phi được xếp vào nhóm 2 trong bảng phân loại gỗ Việt Nam, gỗ cứng chắc, vân gỗ xoắn rất đẹp, không bị cong vênh, nứt nẻ, biến dạng do thời tiết, do đó vô cùng lý tưởng để làm cửa chính của ngôi nhà. Thiết kế cửa chính luôn cần quan tâm đến kích thước thông thủy, cửa quá to hay quá bé đều bất lợi cho gia chủ, điều này cần phải tham khảo thước lỗ ban. Thước lỗ ban là loại thước chuyên dùng trong thiết kế nhà ở hay mộ phân. Trên thước có hiển thị rõ đơn vị đo lường và đánh dấu các cung giúp phân biệt khoảng tốt, xấu theo phong thủy. Thước lỗ ban có 3 loại là thông thủy, dương trạch và âm phân. Cả 3 loại này đều được thể hiện rất rõ ở website của MAXHOME, gồm qua www.thietkethicongtrongoi.com. Quý vị có thể truy cập và tham khảo. Bậc tam cấp 5 bậc được ốp đá granite màu cà phê đậm bền cứng, đảm bảo vững chắc. 5 bậc giúp tôn chiều cao công trình, tỷ lệ đẹp hơn và sau này nếu gia chủ có nhu cầu cải tạo sân cao hơn sẽ không gặp phải khó khăn. Tính theo ngũ hành thì 5 bậc sẽ tượng trưng cho kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Tam cấp tượng trưng cho thiên địa nhân, theo thuyết tam sinh tương ứng. Tam cấp khi được thiết kế tốt về phong thủy sẽ mang đến tài vận thuận lợi cho gia chủ. Tiến vào khu vực bên trong ngôi nhà thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về công trình qua những bản vẽ mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt. Qua hình ảnh mặt bằng bố trí nội thất tầng 1, quý vị có thể thấy ngay là tầng 1 được thiết kế gồm có một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp ăn, 2 phòng ngủ master có nhà vệ sinh riêng, một phòng ngủ thường, một nhà vệ sinh chung và một khu vực sân nước. Căn nhà có 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính, một lối từ cửa ra sảnh phụ ở nhà bếp và một lối từ cửa sau qua khu vực sân nước. Một ngôi nhà mà có 3 lối tiếp cận như vậy thì rất tốt về phong thủy. Đây cũng sẽ là 3 hướng giúp lấy sáng, lấy sinh khí vào không gian bên trong. Phòng khách nhà chị Hiền có diện tích 35m2, vô cùng rộng rãi. Dựa vào mặt bằng lát sàn có thể thấy là sàn được ốp gạch granite vân đá màu vàng nhạt. Đây cũng là loại gạch được sử dụng xuyên suốt ở những không gian khác như là phòng bếp và phòng ngủ. Trần ốp thạch cao, khung xương chìm màu trắng. Theo phong thủy thì phần trần luôn cần đảm bảo lõm vào bên trong để tụ được vượng khí, tài khí cho gia chủ. Một lưu ý nữa khi thiết kế phòng khách là về vị trí tài lộc, không nên để lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến tài vận của gia đình. Vì điều này thì cần một đội ngũ kiến trúc sư thật sự am hiểu để giúp thiết kế phù hợp. Phòng khách thông với phòng thờ diện tích 12m2. Thiết kế phòng thờ luôn cần chú ý đảm bảo sự cung kính, uy nghiêm. Bên cạnh đó, về phong thủy, bên phải bàn thờ không nên đặt đồ điện vì sẽ phạm vào sát khí của Bạch Hổ, nên đặt Tỳ Hưu và Long Quy để hóa giải sát khí mang đến vượng khí. Tầng 1 nhà chị Hiền có căn bếp rộng 28m2. Căn bếp lấy sinh khí nhờ một cửa lớn mở ra sảnh phụ và cửa sổ. Về phong thủy thì căn bếp không nên quá ngột ngạt bí bách, bên cạnh đảm bảo về không gian thoải mái cho các thành viên gia đình sinh hoạt thì còn giúp giữ tài lộc cho gia chủ. Do đó thì phòng bếp của các thiết kế MAXHOME luôn ưu tiên thông thoáng. Tầng 1 nhà chị Hiền có 2 phòng ngủ master cùng diện tích 20m2, đều thiết kế cửa sổ lớn để đảm bảo sức khỏe cho chủ nhân. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng. Sàn được ốp gạch ceramic ghi sáng chống trơn, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho người sử dụng, đặc biệt là đối với phòng dành cho ông bà. Bên cạnh đó còn có một phòng ngủ thường diện tích 14m2, một khu vực sân ướt 9,2m2 có cửa mở ra sân sâu của ngôi nhà. Quý vị có thể tham khảo la bàn phong thủy để xem hướng hợp với tuổi mệnh. Những hướng tốt như là sinh khí, thiên y, diên niên phục vị, ưu tiên đặt phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ để giữ các tài các lộc cho gia chủ. Ngược lại thì những hướng xấu như là tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, hòa hại thì đặt nhà vệ sinh, kho để trấn hung hóa cát. Một thành phần đóng vai trò quan trọng để kết nối không gian các tầng đó chính là cầu thang. Dựa vào bản vẽ chi tiết cầu thang, có thể thấy là cầu thang ốp đá granite mặt đen cổ trắng, tay vịn gỗ lim Nam Phi, lan can kính cường lực giúp cơ nới không gian. Để tiết kiệm diện tích thì cầu thang được thiết kế một vế, không chỉ về công năng mà cũng rất cần quan tâm về vấn đề phong thủy của cầu thang. Bậc dưới chân của cầu thang không nên hướng ra ngoài cửa, tránh hiện tượng là cầu thang thoát tài, không tốt cho vận mệnh của gia đình. Tầng 2 nhà chị Hiền có một phòng sinh hoạt chung, diện tích 13m², bố trí cửa mở ra sân phơi 46m² rất thông thoáng. Sân phơi này bên cạnh công năng giặt phơi cũng có thể xem là khu vực thư giãn, sinh hoạt của gia chủ. Đặc biệt nhất phải kể đến phòng ngủ master có diện tích lên đến 27m², có một nhà vệ sinh riêng và phòng thay đồ riêng, có cửa mở ra một ban công. Chắc chắn đây là căn phòng ngủ mơ ước của nhiều người đúng không ạ? Dựa vào bản vẽ mặt đứng căn nhà có thể thấy là chiều cao từ cốt 00 đến đỉnh mái là 8,9m, chiều cao từ sang tầng 1 đến sang tầng 2 là 3,6m, chiều cao từ sang tầng 2 đến mái là 3,45m. Thường là chiều cao này là những con số chia hết cho 3, đều đảm bảo thật thoải mái cho sự sinh hoạt các thành viên gia đình. Ngoài ra, một phần vô cùng quan trọng giúp đảm bảo tính vững chắc cho ngôi nhà cũng như đảm bảo về sâu, không bị sạt lún nứt nẻ đó chính là phần móng. Dựa vào mặt bằng móng ở hồ sơ kết cấu, có thể thấy ngay là nhà chị Hiền sử dụng móng băng bê tông cốt thép. Móng băng giúp truyền tải trọng của công trình xuống nền đất đều hơn, hợp với những nơi có địa chất xấu tính ổn định kém. Bên cạnh đó thì thi công cũng khá đơn giản, giúp tiết kiệm phần nào chi phí. Đó là lý do mà nhà chị Hiền sử dụng móng băng là phương án hợp lý. Và sau đây Nhật An xin giới thiệu với tất cả quý vị một phần rất quan trọng trước khi bắt tay vào thi công xây dựng một công trình, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Dự toán có vai trò vô cùng quan trọng để chủ đầu tư nắm về chi phí xây dựng công trình, là căn cứ để đàm phán ký kết hợp đồng. Đối với tất cả quý khách hàng, MAXHOME cam kết luôn trình bày rõ ràng bản dự toán chi phí xây dựng, bao gồm nhiều hạng mục như công tác chuẩn bị vật liệu thi công, chi phí vật liệu xây dựng phần thô, chi phí nhân công xây dựng, chi phí nhân công phần mái, chi phí xây dựng phần hoàn thiện, chi phí vật tư điện nước, vân vân. MAXHOME đảm bảo dự toán tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, lập theo mặt bằng giá tại thời điểm dự toán, tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Đó là toàn bộ công trình nhà chị Hiền ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hy vọng là sau khi xem xong số chuyên mục Nhà đẹp ngày hôm nay, quý vị đã có thêm những ý tưởng thiết kế mới cho riêng mình. Hãy liên hệ ngay với MAXHOME của chúng tôi qua số hotline hoặc comment ngay bên dưới video này thì đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư của MAXHOME sẽ liên hệ đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên hãy nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp của MAXHOME nhé. Còn bây giờ thì Nhật An xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.